À, em chào các bác. Hôm nay em về vườn xem cái vườn phi điệp của em cũng nở tương đối nhiều rồi. Đấy, nụ. Đây có chậu đẹp này, nhưng mà nếu bác nào lấy thì em nhổ hai khóm xanh sạch này ra. Xanh sạch nhưng hoa nó chắc là ám thôi, tại vì nụ nó đây các bác này. Đấy. Đấy, cái hình số 1 này em lấy 200. 4 5 tay hoa. Đẹp lắm. Cây này là một cây xanh sạch, cây này đã ra hoa. Cây này thì em lấy 150. Đấy, 150 chậu này. Hình số 2. Còn đây là hình số 3 là cây long điền. Đấy, cây long điền này đang nụ rồi. Cây này em lấy 600 nghìn các bạn. Đấy, cây long điền này 600 thôi. Có đúng một một thân này, được một đứa con này. Đấy, may quá không bị ốc sên nó thịt. Đấy, cây long điền. Đấy, phi điệp nhà em thì phi điệp thường thôi, nhưng mà nhiều phết đấy. Đây, chậu hình số 4 này. Chậu này thì 150 đấy, chậu này được khoảng 3 tay. Thì đây có chậu này là xanh sạch này. Đấy, mới đầu nhìn nó tím tím này nhưng mà lớn lên tí là xanh. Đấy, chậu này 150, chậu hình số 4 này, 150 này. Hình số 4 150. Đây là cây bầu 24 nhưng mà ốc sên ăn nó không đẻ, các bác nào lấy em lấy 150 đây. Đấy, cây bầu 24 này lấy 150 đây. Bây giờ nó phải đẻ ở trên này. Đấy, 150 cây bầu 24. Thế ngoài ra ở chỗ này nhà em thì đây có chậu phi điệp này nên nhìn cái mầm con lên đẹp thật đấy. Chậu này thì thôi để trồng đấy. Cái này cái hàng lai. Đấy. 6 mắt Thái Bình em bán là 50.000 một kỳ các bác nhá. Đấy, kỳ này 6 mắt Thái Bình này 50.000. Đây có một kỳ này. Còn cái này là 222. Cái này là 2 kỳ, cái này 100. Đấy, 6 mắt Thái Bình. Đấy, có 2 kỳ. Đây là cây ngọc viễn đông, cây này em được tặng cho nên em thôi không bán nữa. Tiếp theo là em cây năm cánh trắng Lâm Đồng này. Đấy, ra nhiều hoa quá thì em vặt bớt đi. Cây này 700. Năm cánh trắng Lâm Đồng. Đấy, còn kiếm thì em có mỗi chậu Tây Linh thì 700 thôi. Còn kia là Điện Biên, Điện Biên thì nó chưa tách được, nó là hơi bé. Đấy, Mạc Xuân thì vẫn là 90.000 một cân bao ship. Mạc Xuân thì em trồng nhiều lắm. Kia em cả vườn dưới kia của nhà em kìa. Đấy là khu Mạc Xuân. Vườn nhà em gần một quả đồi. Đấy. Còn đây là hình số 6 đi. Hình số 6 là 100.000. Có nào lấy thì em gỡ chậu ra em gửi thôi. Hình 6 đang nụ to này. Đấy, 100.000. Còn đây là cây năm đây là cây trắng Hà Đông. Trắng tinh đấy. Cây năm nay chắc là trốn hoa, năm ngoái hoa tại nhà. Năm nay thấy phun kỳ ghê lắm. Đấy, lại có kỳ để ươm. Trắng Hà Đông. Đó là gốc nó bị hỏng. Nên kỳ nó lên nhiều. Đây có một chậu này 80.000 bao ship này. Đấy. Đây có một chậu phi điệp lở. Đấy. Chậu này 80.000. Đấy, phi điệp thì rẻ lắm các bạn. Chậu này. Đây hôm nay em chỉ có ít phi điệp với cả Mạc Xuân thôi. Không nhiều. Hôm nay về chủ yếu trồng Mạc Xuân. Giống cả các bác.
Các bác ngắm một ít lụ, những cái lụ hoa này đang nở, đang rất nhiều luôn.